Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Các đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, các anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và 250 đại biểu chính thức đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh dự đại hội. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, có trọng tâm trọng điểm. Nổi bật là các hoạt động vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn phát sinh, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo và xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được quan tâm. 5 năm qua, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 37,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ vận động được, đã hỗ trợ xây dựng mới 798 nhà, sửa chữa 31 nhà đại đoàn kết trị giá gần 35 tỷ đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình khó khăn, các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với 5.250 suất quà trị giá trên 3 tỷ đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã hỗ trợ cho các hộ gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ mưa lũ, hỗ trợ chăn ấm cho các hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình chính sách, hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai với số tiền trên 16 tỷ đồng. Cùng với đó, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phối hợp với các ngành địa phương đã đi vào chiều sâu, tạo được sự quan tâm hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng đã hiến hơn 770.500 m² đất để làm đường và làm công trình công cộng, đóng góp trên 224.000 ngày công, ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay, Lai Châu đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tham luận tại đại hội, các đại biểu tập trung vào một số nội dung như công tác phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ đường biên mốc giới, công tác phối hợp thực hiện đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, công tác triển khai, huy động nguồn lực thực hiện chương trình an sinh xã hội, xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết trên địa bàn thành phố Lai Châu, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác mặt trận các cấp, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thấm nhuần lời dạy của Bác, đồng thời kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 94 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển và văn minh. Một trong những điểm nhấn nổi bật của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên Lai Châu trong nhiệm kỳ qua, đó là công tác hỗ trợ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Việc tổ chức huy động quỹ vì người nghèo được triển khai linh hoạt, sáng tạo, thu hút sự hưởng ứng của toàn xã hội. 5 năm qua, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 37,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, đã hỗ trợ xây dựng mới 798 nhà, sửa chữa 31 nhà đại đoàn kết, trị giá gần 35 tỷ đồng. Tôi thì chỉ biết làm ăn thôi, có con nhà ở rồi, nhà nước giúp đỡ. Thì lãnh đạo xã nữa, lại các ban ngành giúp đỡ tôi thì tôi phấn khởi làm ăn. Từ năm 2019 cho đến nay thì tổng số kinh phí để thực hiện
xây dựng nhà đại đoàn kết thì là số nhà là 120 nhà, còn với kinh phí là hơn 5 tỷ đồng trên địa bàn huyện Phong Thổ. Với cái số nhà cần phải xây dựng trên địa bàn huyện Phong Thổ thì là 1.432 nhà. Đã hiện nay thì cũng đã thực hiện theo đề án 645 ấy của công an, của Bộ Công an, thì hiện nay chúng ta đã trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xây dựng 600 căn nhà. Còn lại hơn 800 căn nhà thì hiện nay là Mặt trận Tổ quốc cũng như là các cơ quan cũng đã được quan tâm triển khai tổ chức thực hiện. Qua rà soát thì hàng năm thì chúng tôi cũng đã phân bổ các cái nguồn kinh phí được tiếp nhận về mặt trận huyện để phân bổ cho các cái xã thị trấn để triển khai xây dựng. Trong đó thì được sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã phân bổ các cái nguồn, đặc biệt là trong cái giai đoạn 2019-2024 thì phân các cái nguồn với hàng năm thì về huyện cũng đã rất là kịp thời và đảm bảo. Cùng với huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, nhiệm kỳ qua các phong trào cuộc vận động lớn khác cũng đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Điển hình là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cung cấp thực hiện hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình nguyện tham gia bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Trong 5 năm qua, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiến hơn 770.500 m2 đất để làm đường và công trình công cộng, đóng góp trên 224.000 ngày công, ủng hộ trên 6,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đến nay, Lai Châu đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự đoàn kết của bà con thì cũng đóng góp là rất là nhiều công để làm đường nội bản và đường nội đồng, và thấy sự phát triển của bà con thì đời sống ngày càng đi lên, và bây giờ thì bản cũng người dân thì cũng nắm được cái chủ trương của Đảng nhà nước thì cũng gọi là đời sống đã khá, và luôn luôn là đoàn kết là trong các công trình phúc lợi ở bản. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động tập hợp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, đa dạng phương thức hoạt động, mang lại kết quả thiết thực. Công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm, trở thành hoạt động thường xuyên trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc và ngày càng đi vào chiều sâu thực chất có hiệu quả. Các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân cũng được Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động thực hiện một cách hiệu quả, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đã hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, nhất là phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, các vị già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong cộng đồng dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm cho khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được củng cố vững chắc. Mặt trận Tổ quốc đã xây dựng được chương trình hành động kêu gọi vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, duy trì tốt các hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước, từng bước xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng cái nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc, nâng cao ý thức tự chấp hành pháp luật của nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2024-2029, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đề ra 6 chương trình hành động lớn, trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng tăng cường mở rộng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của mỗi người dân Lai Châu xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tiếp tục
phải tăng cường cái công tác tuyên truyền các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước và tập trung hướng về cơ sở và xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững và tuyên truyền tổ chức tốt cái ngày hội đại đoàn kết và thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi tập trung cho cái công tác giám sát phản biện xã hội và trong đó phải đổi mới về cách thức, về lựa chọn các cái chương trình, các cái nghị quyết, các cái chính sách mà nó liên quan trực tiếp đến với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thực hiện tốt cái công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Và chương trình thứ ba là thực hiện tốt cái công tác vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, sáng tạo và thực hiện tốt các cái phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như phong trào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cái cuộc vận động phong trào khác. Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh sẽ bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự ủng hộ đồng hành của các cấp các ngành và các tổ chức chính trị xã hội, phát huy vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết, tích cực vận động nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức chung lòng khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương Lai Châu phát triển văn minh, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thưa quý vị, với quan điểm chủ động đến với người dân, đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần nhân dân. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương, mở thêm nhiều hội nghị tuyên truyền ở cộng đồng dân cư để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế, từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế. Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường có 7 bản, trong đó có 2 bản Nùng Nàng và Lao Tỷ Phùng không được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành. Để phát triển đối tượng bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân xã Nùng Nàng đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ bảo hiểm y tế để người dân thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia. Cán bộ bảo hiểm xã hội huyện đã thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc đến từng gia đình để tư vấn, giải đáp vướng mắc, chia sẻ điểm mới, tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế theo hướng gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhằm mục đích để cho người dân nào cũng có thể nắm bắt được thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và đồng thuận tham gia. Chia sẻ điểm mới, tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế theo hướng gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhằm mục đích để cho người dân nào cũng có thể nắm bắt được thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và đồng thuận tham gia. Đến nay toàn xã có 3.197 trên 3.474, chiếm 92,02% tham gia bảo hiểm y tế. Thông qua cái buổi tuyên truyền của cán bộ bảo hiểm y tế thì tôi thấy cũng hiểu được cái tầm quan trọng của cái bảo hiểm và cái mức hỗ trợ của nhà nước đối với dân. Thì đối với bản thân tôi thì bây giờ thì tôi cũng đã hiểu sâu hơn về cái bảo hiểm thì nó sẽ rất là quan trọng đối với cái lợi ích của bản thân. Nên là bạn dạy tôi thì năm nào cũng tham gia. Nào cũng tham gia thì khi mà nó ốm đau bệnh tật đấy thì mình sẽ được cái chế độ hỗ trợ của nước đối với bản thân gia đình. Thì xã đã xây dựng kế hoạch đấy, tuyên truyền và phối hợp với bảo hiểm y tế là gặp gỡ các gia đình để vận động các hộ gia đình là mua và hướng dẫn các hộ gia đình về các chế độ chính sách mà được hỗ trợ của nhà nước đấy, để các hộ là nắm được, để các hộ là mua về phục vụ cho gia đình. Để hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được giao hàng năm, Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đường đã triển khai đồng bộ các giải pháp như tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện
ban hành các kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các xã thị trấn, cho cán bộ và các tổ chức dịch vụ thu, tăng cường phối hợp với bưu điện huyện, tổ chức hội đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa vai trò lợi ích, tính nhân văn của chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có thể thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tam Đường đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 55.300 người tham gia, đạt 95% kế hoạch giao, tăng 980 người so với năm 2023. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93% dân số. Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho chính quyền địa phương, đặc biệt là Ủy ban nhân huyện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là thành lập các ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cấp huyện và cấp xã là do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân xã làm trưởng ban, và trong đó nòng cốt là trưởng các thôn bản để tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lồng ghép vào các cái cuộc họp bản. Thứ hai là chúng tôi đã phối hợp với lại phòng giáo dục huyện Tam Đường triển khai cái bảo hiểm y tế học sinh đến đảm bảo tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh đảm bảo là đạt 100%. Thứ ba là chúng tôi đã tăng cường phối hợp với hội nông dân và hội phụ nữ tuyên truyền cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các hội viên hội nông dân và hội viên hội phụ nữ. Và mục tiêu trong năm 2024, chúng tôi đã ký kết với lại hội nông dân, hội phụ nữ đảm bảo làm sao được 98% tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Với những kết quả đã đạt được, Bảo hiểm xã hội huyện Tam Đường tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp của ngành đưa ra, tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, cách tiếp cận người tham gia tiềm năng, bám sát địa bàn để tư vấn, vận động tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ, cụm dân cư để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để được hưởng các chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước, phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chung toàn huyện và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thưa quý vị, không để kẻ xấu lợi dụng sự cả tin của người dân để thực hiện hành vi phạm pháp, nhất là mua bán người. Thời gian qua, Công an huyện Phong Thổ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, trong đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp trọng tâm, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm. Bản Pa Nậm Cúm, xã Malifor có 137 hộ, hơn 400 nhân khẩu, có 5 dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Sao, Khơ Mú, Kinh, Thái, Hoa và là bản tiếp giáp trực tiếp với Trung Quốc. Nhận thức rõ tiềm ẩn và hoạt động tội phạm mua bán người, thời gian qua chi bộ bản đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhận thức của người dân trên địa bàn. Không chỉ tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi họp bản tới từng hộ gia đình, việc tuyên truyền còn thực hiện qua các phương tiện thông tin hiện đại, mạng xã hội, Facebook, Zalo, loa phát thanh. Qua đó giúp người dân nhận biết các thủ đoạn tinh vi, chiêu trò của các đối tượng mua bán người. Bản Pa Nậm Cúm là cái khu vực mà nằm của giữa khu vực cột mốc từ một cột mốc 65 đến 66 và sang cột mốc 67. Có cự ly biên giới cũng tương đối là dài, có cửa khẩu Mân Lục Thàng. Thì ngoài cái mặt là công việc của địa phương thì thường xuyên tuyên truyền đến bà con nhân dân về cái luật biên giới quốc gia, rồi luật buôn bán chống buôn bán phụ nữ và trẻ em trên địa bàn. Thì trên những năm qua là không ở địa phương là không có vấn đề đấy xảy ra. Đồng thời, chính quyền và lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn xã cũng thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thành lập các nhóm Zalo, kịp thời phát hiện các đối tượng xấu với chiêu trò việc nhẹ lương cao thực hiện hành vi mua bán người. Ngoài ra, xã phối hợp mở nhiều lớp đào tạo nghề để bà con có kiến thức phát triển kinh tế, tự tạo công ăn việc làm, thu nhập ngay tại địa phương. Từ đó hạn chế việc bị các đối tượng xấu mua bán người, dụ dỗ và trở thành nạn nhân của mua bán người. Công an xã Malifor đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng và các cơ quan ban ngành chính quyền địa phương trên địa bàn xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về hành vi buôn bán người đến bà con trên địa bàn. Từ đó đã nâng cao được nhận thức của bà con về các phương thức, thủ đoạn, hành vi của các đối tượng về các hành vi buôn bán người. Đến hiện nay thì trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp buôn bán người nào. Các biện pháp phòng ngừa mua bán người cũng được Công an huyện tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Trong đó ứng dụng công nghệ thông tin,
có sự kết nối giữa các cơ quan, phòng ban và các xã thị trấn trong tiếp nhận, giải quyết các tin báo về tội phạm. Công an huyện là lực lượng nòng cốt, cùng phối hợp với các đồn biên phòng, đóng quân trên địa bàn huyện và lực lượng công an các xã thị trấn trong công tác phòng chống mua bán người, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý nhập cảnh, cư trú. Công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân kịp thời chủ động cung cấp thông tin khi có dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Tôi đã phối hợp với lại lực lượng biên phòng, lực lượng hải quan kiểm soát cái việc xuất nhập cảnh của chị em phụ nữ cũng như là các đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam, phòng tránh cái việc là các đối tượng lợi dụng cái việc nhập cảnh để thực hiện các cái việc rủ dê, rủ rỗ hoặc là xuất cảnh đối với các cháu để đưa các cháu vào trong những cái vùng sâu, vùng xa của Trung Quốc và dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ không có thể truy vết được khi mà tội phạm nó xảy ra. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện không tiếp nhận xử lý vụ án, vụ việc nào liên quan tới tội phạm mua bán người. Các trường hợp người dân làm ăn xa đều được cơ quan chức năng thông tin cụ thể. Công tác tuyên truyền kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ là lá chắn để huyện Phong Thổ bảo vệ người dân trước tội phạm mua bán người. Thời gian qua, huyện Than Uyên tập trung xây dựng và củng cố hoạt động của 176 mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu như 4 mô hình địa bàn không có tội phạm ma túy và mại dâm, 121 tổ an ninh nhân dân, 10 tổ dân phòng, 10 dòng họ tự quản, 3 bản làng bình yên, 2 khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự và 1 bản đảm bảo an ninh trật tự, 2 mô hình móc khóa an ninh, 5 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 2 mô hình phòng ngừa trẻ em bị xâm hại, nhất là xâm hại tình dục, phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, bạo hành, 1 tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự, 12 mô hình camera an ninh tại 12 xã thị trấn, 2 mô hình bản đoàn kết xây dựng phát triển kinh tế, tự quản về an ninh trật tự, 1 mô hình 303 có trong phòng chống hoạt động mua bán, lừa đảo, cưỡng ép phụ nữ xuất cảnh trái phép ra nước ngoài trên địa bàn. Qua đó góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Tính từ đầu năm đến nay, huyện Tân Uyên đã tư vấn giải quyết việc làm mới cho hơn 1.200 lao động, đạt 78% với kế hoạch. Trong đó có 36 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt 75% kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức tốt các kênh thông tin về việc làm để gắn kết cung cầu thị trường lao động, tăng cường công tác tuyên truyền xúc tiến việc làm quan hệ, liên kết nhằm tạo mở thêm việc làm, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển các ngành nghề truyền thống, làng nghề, tạo việc làm mới cho nhiều lao động ở nông thôn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.